Ê, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của em nhé. Hôm nay mình sẽ cùng nhau nấu một cái món gọi là khổ qua xào thịt bò à, đúng cách à, tức là khổ qua không phải tuy rằng nó đơn giản nhưng mà không phải ai cũng biết xào làm sao cho cái khổ qua mình trong lúc mình ăn rồi sau khi mà kết thúc bữa ăn thì cái khổ qua nó vẫn còn tươi xanh. Rồi mời cả nhà nhé. Bò sắc dày lên nha các bạn. Thịt bò đó hả? Bỏ gì vậy? Sao mà không lên tiếng? Dày lên nha bạn. Khổ qua, đây là khổ qua. Khổ qua tại mình xào thịt bò nên mình phải sắc nó hơi dày một tí. Nó giòn. Ăn nó sẽ giòn. Hành thì dập dẹp sắc hành này là mấy cm mày biết sắc khúc gì được rồi phải nói bạn 7 cm hả? 5 cm hả? Này 10 á, sắc cả 10 cm này. Lấy thước đo. Bò mua về không có rửa nha. Gì? Không rửa luôn hả? Hết. Mình chắc mình còn rửa hôm qua giờ. Để xem. Nó hơi đau mình dễ cắt. Khi tỏi vẫn thơm. Nó xinh đẹp. Mình bỏ khổ qua vào. Để bỏ thịt bò trước á, nó chín, nó mắc ngọt. Đúng rồi. Nó dai. Bây giờ xào khổ qua trước. Nó mềm. Tại vì khổ qua nó lâu chín hơn mà. Dầu hào, thêm nhiều một tí dầu hào. Cho đường vào. Thêm một tí muối. Thêm một ngọt.
xong ra đây xào cho nó đều cho gia vị nó tan. Cắt nêm, cắt lửa không cắt nó chết. Bò chín là mình cắt rồi đó, rồi bỏ hành vô cắt để nó còn nóng á, hành nó thơm. Mình sẽ khi mà mình xào thịt bò vô, bỏ sau khi bỏ bò xào mình sẽ bỏ hành hành vào, cắt lửa bỏ hành vào xào nó thơm, hành không nên chín quá. Bỏ vô là đã chín rồi à. Rồi xào cho đều rồi. Xào đều thế là ta đã có được một món bò xào hủ qua. Đây này. Bò hủ qua kia nó rất dễ đơn giản, nhưng mà mình có bí quyết mình xào cho chín. Xào như thế nó mới xanh giòn. Xanh hủ qua, giòn hủ qua mà thịt bò đã chưa chín tới, hành để lại thơm rất là ngon. Sao vậy không? Hủ qua mình để lâu nó vẫn giòn, nó vẫn còn màu xanh đẹp. Rồi thưởng thức thôi, chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Ngon rồi à, còn nghĩa rồi, để ngò lên nữa mới đẹp. Tiêu rồi.